chào tất cả anh chị em và các bạn. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ đến anh chị em và các bạn một món ăn ngon nữa, đó là gỏi mực ngó sen. Thành phần nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay gồm có một hũ ngó sen. Nguyên một hũ như thế này là 454 g, nhưng mà nếu mà mình đổ nước ra hết, mình chỉ lấy ngó sen thôi thì là 200 g. Một củ hành tây tím 180 g. Nếu các bạn không có hành tây tím, mình có thể dùng hành tây trắng. 100 g cà rốt, chanh, tỏi, một ít gừng, rau răm và rau thơm, 300 g mực đã làm sạch, cà rốt mình cắt lát trước, sau đó mình sẽ cắt que trở lại. Mình dùng cái này để cắt cà rốt cho đẹp, đừng cắt dày quá và cũng đừng cắt mỏng quá, mình cắt vừa vừa thôi. Cắt dày quá thì ăn nó cứng, mà cắt mỏng quá thì ăn cũng không ngon. Rồi, ngó sen này người ta có ngâm chua chua ngọt ngọt ở trong này rồi, cho nên mình sẽ tận dụng lại cái nước ngâm này để mình ngâm cà rốt. Ngó sen nào to mình chẻ làm 4, ngó sen nào nhỏ mình sẽ chẻ làm 2. Sau khi đã cắt ngó sen xong thì mình đem ngó sen đi vắt bớt nước. Và đây cũng là một trong những bí quyết để làm món gỏi ngó sen được ngon. Chỉ vắt bớt thôi chứ không có vắt khô hoàn toàn. Nếu vắt khô hoàn toàn ăn cũng không có ngon. Mà nếu mà mình không vắt mà mình để như vậy á, thì khi trộn gia vị vô nó sẽ không thấm được vào trong ngó sen. Và đây là ngó sen sau khi mình đã vắt bớt nước rồi. Các bạn nhìn thấy là nó xìu xuống nhưng mà nó không có khô hoàn toàn. Hành tây cắt lát, sau khi cắt xong mình đem hành tây đi rửa lại nhiều lần với nước lạnh cho bớt hăng. Nếu các bạn muốn cho nó giòn hơn thì có thể ngâm vào trong nước đá. Hành tây đỏ này thì nó không có hăng bằng cái hành tây trắng, cho nên là mình có thể rửa qua nước lạnh là cũng được rồi. Gừng cắt lát, rau thơm và rau răm mình cắt ra. Không cần cắt quá nhuyễn. Tỏi băm nhỏ, pha nước sốt trộn gỏi, 2 muỗng canh đường, ba muỗng canh nước mắm, hai muỗng canh nước chanh. Nếu các bạn thích ăn chua nhiều thì mình dùng chanh thêm. Tỏi băm, ớt băm, nấu nước sôi cho gừng cắt lát vào, vỏ chanh, một ít rượu nấu ăn. Mình sẽ cho mực vào luộc chín.
luộc từ 3 đến 5 phút cho mực chín. Để cho mực được giòn, ngon hơn thì mình sẽ gấp ra và cho vào trong tô nước đá. Mực sau khi ngâm vào trong nước đá, rửa lại cho sạch thì mình sẽ cắt ra. Con nào hơi lớn thì mình cắt ra. Để khi mình trộn gia vị nó sẽ thấm vào trong mực ngon hơn. Còn con nào nhỏ quá thì các bạn có thể để nguyên. Chan một ít nước sốt vào trong mực. Trộn đều lên. Cà rốt đổ ra rổ cho ráo nước. Cho ngó sen vào trong thau. Cà rốt. Hành tây. Xóc đều lên trước. Chan nước sốt vào từ từ. Trộn đều lên. Nước sốt mình sẽ chan vào từ từ cho đến khi nào các bạn thấy vừa ăn thì mình dừng lại. Không cần phải cho hết nguyên một cái chén sốt mà mình pha. Tại vì có người ăn mặn một chút, có người thì ăn nhạt một chút. Cho mực vô. Rau thơm và rau răm. Sẽ để lại một ít lát trang trí. Khi ăn mình sẽ rắc một ít đậu phộng rang giã nhỏ lên trên. Hành phi. Gỏi mực ngó sen sẽ ăn chung với bánh phồng tôm. Món ăn này để đãi tiệc rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu như yêu thích món ăn này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.